Xin mến chào quý vị khán giả đang đến với nửa giờ giải trí cùng với chương trình Vui Lạ. Cũng như hàng tuần, ngày hôm nay chương trình lại mang đến quý vị những câu chuyện là lạ vui vui. Mà không phải lúc nào chúng ta cũng được thấy những hình ảnh này trong đời thường. Và quý vị sẽ xem những mẫu chuyện vui lạ sau đây qua băng tần 57.8 cùng IBC TV. Nói đến đua xe thì chúng ta thường nghĩ đến những chiếc xe chạy với vận tốc nhanh trong các sân vận động nè, ngoài các xa lộ hay là trong một cái đấu trường nào đó. Nhưng tại Anh lại có cuộc đua của các tài xế với những chiếc máy cắt cỏ. Mỗi năm một lần tại hạt Tây Sussex của Anh đã diễn ra một cuộc đua vô cùng sôi động, thú vị và không kém phần độc đáo. Đó là trận đua máy cắt cỏ. Đến hẹn lại lên cho năm 2014, cuộc đua đã diễn ra ghê cấn với sự tham gia của 34 đội đến từ nhiều nước trên thế giới. Các đội phải hoàn thành 366 vòng đua với tổng quãng đường là 500 km. Và giải đua này đặc biệt ở chỗ diễn ra từ lúc nửa đêm đến tận sáng để tìm ra đội giành giải vô địch. Không phải là đua ban ngày mà cũng không phải là đua buổi xế chiều mà là sáng sớm, từ khuya cho đến buổi sáng. Mà máy cắt cỏ chạy trên cái sân cỏ rất là gồ ghề và rất là khó. Máy cắt cỏ thì thường nó rất là nặng nề. Làm cách nào ha? Anh Mark Bars là người thí sinh tham gia cuộc thi chia sẻ rằng thời gian đua khó nhất là từ 12 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng. Bởi vì lúc đó thì trời quá tối, bạn phải dựa vào ánh sáng của xe mình và các xe khác để mà đua. Ian Radcliffe, một thí sinh khác thì cho biết rằng trước khi cuộc đua bắt đầu, chúng tôi cảm thấy rất phấn khích. Trong cuộc đua, chúng tôi cảm thấy chán nản. Kết thúc của cuộc đua thì chúng tôi thề không bao giờ tham gia một lần nữa vì không giành được chiến thắng. Thế nhưng, chỉ sau đó khoảng một tuần, chúng tôi lại háo hức chờ đợi một cuộc đua mới. Thế là từ chán mà không thắng được cái thì quá bực, nghĩ là không đua nữa. Nhưng mà vài bữa sau trở lại thì lại nhớ tới cuộc đua và năm sau lại tiếp tục muốn đua nữa. Thì đó là cái sự ấn tượng mà lôi cuốn của nó đã gây sự thích thú. Làm cho người ta bực lên, nhưng mà bực càng bực thì lại càng thích, càng nhớ tới nó. Đúng rồi. Giải đua xe độc đáo này ra đời vào năm 1973 với ý tưởng ban đầu là biến các máy cắt cỏ thành xe đua với một chi phí rất là thấp mà vẫn có được những trải nghiệm thú vị như là xe đua thông thường. Và một cuộc đua kỳ lạ tiếp theo mà có vẻ là bạo động hơn. Khi ta nghĩ đến những chiếc xe này thì người ta nghĩ đến những cái chiến tranh rất là thảm khốc. Đó là từ Nga, nơi diễn ra giải vô địch đua xe tăng thế giới. Xe tăng rất là chậm chạp hay là rất là nặng nề. Không biết là chậm không, nhưng nhìn thấy rất là to, mình cảm giác như vậy. Không biết là những hình ảnh như thế nào, xin mời quý vị theo dõi. Những ngày này, quân đội Nga đang tổ chức một sự kiện thể thao lạ lùng có tên là Tank Biathlon. Đúng như cái tên gọi của nó, sự kiện như là một môn thể thao sử dụng xe tăng thu hút sự tham gia của 12 đội đua trên thế giới. Tranh tài tại sự kiện này, các nhóm lái sẽ phải hoàn thành một hành trình 20 km vượt qua nhiều chướng ngại vật và địa hình khác nhau, cũng như thực hiện việc bắn trúng mục tiêu. Để công bằng thì tất cả các nhóm lái tham gia thi đấu cũng sẽ sử dụng loại xe tăng T-72B của Nga, ngoại trừ Trung Quốc sử dụng loại xe tăng Type 96A của riêng mình. Các nhóm lái đến từ Angola, Kazakhstan, Mông Cổ và Serbia đã tranh tài cùng nhau ở vòng đầu tiên. Sang đến vòng thứ hai là cuộc tranh đua giữa Nga, Armenia, Trung Quốc và Kuwait. Vòng 3 là cuộc đua giữa Belarus, Ấn Độ và Venezuela. Cuộc thi đã thu hút sự chú ý theo dõi của nhiều người dân địa phương cũng như các du khách quốc tế. Các du khách chia sẻ rằng, tôi theo dõi một cuộc thi với niềm vui thật sự. Tôi thậm chí đến gần đường đua để xem những người lái xe tăng trổ tài. Và xem cái tốc độ đó như thế nào. Đúng rồi. Em có cảm giác giống như là làm sao mà mình thấy được cái người đua bên trong bích bùng như vậy mà không biết là người coi ở đó cảm giác như là nặng nề không ha? Có lẽ là họ thấy sự to lớn và tiếng động cơ máy rất là mạnh mẽ như vậy thì họ kích thích, họ xem cái... Tức nghĩa là không phải là cái cuộc đua chạy nhanh thôi mà phải bắt buộc là phải có cái tài là bắn trúng nữa. Có mục tiêu, bắn trúng mục tiêu rất là hay thì mới là chiến thắng được. Dù là lạ thường, du khách còn nói cuộc thi rất đa dạng về các hoạt động và thu hút được những ý kiến khác nhau. Thời tiết ngày hôm nay khá đẹp để cuộc thi diễn ra suôn sẻ. Tôi thích cuộc thi này. Sự kiện Tank Biathlon được quân đội Nga giới thiệu lần đầu tiên vào năm ngoái. Năm nay nó đã được xem là giải vô địch đua xe tăng thế giới. Đúng là con người có nhiều ý tưởng khác nhau.
bất cứ các vật dụng gì hay là xe gì đó họ cũng có thể tổ chức đua được. Mà tùy theo mỗi một nơi, nơi nào mà có nhiều nông dân thì đua xe máy cắt cỏ, máy cày, nơi nào mà có nhiều chiến tranh đó, như Nga thì lại dùng xe tăng. Nó muốn là hỏa tiễn đua nữa đó. Và có những bí ẩn mà con người khó có thể hiểu được, thậm chí là những nhà khoa học cũng vẫn đang phải học hỏi về các bí ẩn này. Ví dụ như là những hòn đá biết đi ở thung lũng chết. Nhiều người cho rằng những hòn đá này đi theo một con đường định sẵn. Đôi khi người ta nói tò mò có thể giết chết một con mèo, nhưng thực ra là con người mới chính là nạn nhân của việc tò mò đó. Tuy nhiên cứ nói đến bí ẩn là ai cũng muốn biết và ai cũng muốn tìm hiểu xem là nó bí ẩn thế nào. Trước tiên chúng ta sẽ nói về vụ bí ẩn của hòn đá biết đi. Trong lòng hồ khô cạn ở Ray Shack, thung lũng chết, có những hòn đá nặng tới hơn 300kg và tương đương là 661 pounds Wow. đang ngày đêm đi qua đi lại. Và một cách bí ẩn không chịu bất kỳ một tác động ngoài cảnh nào. Đá di chuyển để lại những con đường mòn khác nhau và cả hướng và vẫn chiều dài nữa. 300kg là 600 mấy pound, làm sao đá có thể di chuyển được, hai chuyện lạ. Nhưng mà có những bằng chứng và hình ảnh người ta chụp lại thấy được điều đó. Một số quẹo, một số di chuyển theo đường thẳng, trong khi một số khác thì lại di chuyển theo đường elip hay lượn sóng. Nhưng không một ai có thể nhìn thấy đá di chuyển như thế nào và cũng không ai biết được tốc độ di chuyển của chúng ra sao. Một số nhà khoa học thì cho rằng sự kết hợp giữa gió và băng đá trong tự nhiên đã khiến cho chúng bị trượt đi khắp nơi như vậy. Nhưng mà rất là nặng, làm sao mà gió thổi được như vậy, cũng rất là lạ. Tuy nhiên, cũng có những người lại đặt ra nghi vấn là liệu rằng những hòn đá này có đang đi theo một con đường định sẵn hay không. Thứ hai là thuộc địa Roanoke. Vào năm 1587, 121 thực dân dẫn đầu bởi John White đã đặt chân lên hòn đảo Roanoke mà ngày nay là ở phía bắc Carolina với ý đồ là xây dựng thuộc địa. Do xảy ra tranh chấp với người dân bản địa, John White đã quay trở lại Anh, kêu gọi thêm tiếp viện. Nhiều năm sau khi ông trở lại nơi đây thì tất cả mọi thứ đã biến mất theo đúng nghĩa đen của nó. Không còn dấu hiệu của sự giao tranh hay sự sống, nơi đây đã trở thành hoang mạc. Về sau, người ta gọi nơi này là thuộc địa bị mất tích. Âm thanh lạ đến từ Taos. Ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ, Anh và Bắc Âu, người ta thường xuyên ghi lại được những âm thanh trầm thấp kỳ lạ. Chúng được miêu tả giống như là động cơ của diesel chạy không tải và được gọi với cái tên là Taos Hum. Tên gọi này xuất phát từ một thị trấn nhỏ ở Taos, New Mexico, nơi mà vào năm 1997, các nhà khoa học đã nhiều lần điều tra về nguồn gốc của tiếng ồn này. Nhưng cho đến nay thì âm thanh này vẫn còn là một điều bí ẩn. Điều bí ẩn khác là những vùng xoáy thấp ghê rợn. Đây là một thuật ngữ được Ivan Sanderson dùng để nói về 12 khu vực địa lý nơi thường xuyên xảy ra những vụ mất tích bí hiểm. Địa điểm nổi tiếng nhất không đâu khác ngoài là tam giác quỷ Bermuda. Những nơi khác gồm có Megalith ở Algeria, phía nam của Timbuktu, thung lũng Indus ở Pakistan và bãi biển quỷ dữ ở Nhật Bản. Và quả cầu ánh sáng. Đó là một hiện tượng xảy ra trong khí quyển, thường liên quan tới những cơn bão. Nó như một quả cầu điện xuất hiện trên bầu trời mà cho đến nay chưa ai có thể lý giải được một cách chính xác. Do tính chất hiếm thấy và mỗi lần xuất hiện chỉ chớp nhoáng nên khả năng nghiên cứu kỹ lưỡng về nó gần như là không thể. Trường hợp được ghi chép lại đầy đủ nhất vào năm 1984. Khi một quả cầu ánh sáng có đường kính khoảng 10cm bay vào trong một chiếc máy bay chở hành khách của Nga. Nó bay lượn trên đầu của những hành khách đang sợ hãi rồi đột nhiên bay ra khỏi chiếc máy bay mà không gây bất kỳ tiếng động nào.
chương trình vui lạ còn một số chuyện vui vui lạ lạ khác nữa, cùng với những điều bí ẩn tiếp theo trên thế giới như là sinh vật huyền bí Mothman, vụ cơ thể người đột nhiên bốc cháy hay là kẻ hút máu dê El Chupacabra. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi băng tần 57.8 và Galaxy 19. Thảo Ly và Lâm Khoa sẽ trở lại trong phần 2 sau ít phút bảo trợ thương mại.